chiều 30 tháng 10 năm 2019, tổ công tác IMI-4/141 của Công an thành phố Hà Nội do Đại úy Lê Văn Hưng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 7, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư thành phố Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn. Tới 14 giờ, tổ công tác phát hiện một người con trai lãnh đạo xe máy bằng một tay, tay còn lại nắm theo khẩu súng khá lớn, nên đã lập tức chặn dừng để kiểm tra. Tại khu vực chốt 141, người con trai trên cho biết đây là khẩu súng cồn tự chế của người chơi anh ta. Trước đó, họ đã tụ tập uống rượu và người chơi mang súng tới để chơi. Khi về, chủ súng dội đi nên nhờ người con trai mang hàng nóng về nhà hộ anh ta. Danh tính người con trai nắm súng được xác định là Phạm Xuân Văn 1980, trú tại làng Tân Minh, huyện Sóc Sơn. Đấu tranh tại chỗ, anh Văn nói rằng khẩu súng đó là của Phạm Trung Hiếu 1984, trú cùng làng với anh Văn. Loại súng tự chế này có tính sát yêu đương cao. Đại úy Lê Văn Hưng cho biết, người vi phạm nói rằng khẩu súng kém dùng để bắn chim, săn thú. Tuy nhiên, loại súng này có tính sát yêu đương rất cao. Pháp luật đã có pháp luật rõ ràng về việc cấm tàn trữ, sử dụng bất hợp pháp loại vũ khí này. Do vậy, tổ công tác đã lập biên phiên bản để xử lý nghiêm. Theo Nghị định 167/2013, Nghị định, hành vi sử dụng các loại vũ khí, dụng cụ cung cấp mà không có giấy phép thì bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng và bị tịch thu tang chứng, phương tiện vi phạm. Sau khi làm rõ ràng, tổ IMI-4/141 đã bàn giao đối tượng và tang chứng về công an thị trấn Sóc Sơn để xử lý theo pháp luật của pháp luật. Xem bài gốc tại đây.